Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 28 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiết lộ danh tính tài xế tông tử vong cảnh sát giao thông và hai người dân ở Long An. Khai trừ khỏi Đảng, phó ban tổ chức tỉnh Quảng Ninh. Tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng nếu cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi. Ba cán bộ công an ở Đà Nẵng bị thương khi làm nhiệm vụ. Thượng viện Nga thông qua sửa đổi luật liên quan đến tội phản quốc. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, tài xế xe ô tô bán tải tông tử vong một cảnh sát giao thông và hai người dân ở Long An hôm 21 tháng 4 là Nguyễn Văn Thanh, 46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Cơ quan cảnh sát điều tra Long An cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thanh, ra lệnh tạm giam để điều tra tội giết người. Trước đó, công an đã tạm giữ Thanh để điều tra về hành vi giết người và 4 người khác bị điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra bước đầu, Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải chở Huỳnh Trung Hiếu, 32 tuổi, tự chĩa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông, vận chuyển ma túy và tông chết 3 người, trong đó có Trung tá Nguyễn Xuân Hào, cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Theo quyết định kỷ luật, khi còn làm Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, quá trình chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19, ông Thành không tư lợi cá nhân nhưng đã thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, ông Thành bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan. Vừa qua, trong báo cáo giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra sơ bộ về dự thảo luật căn cước sửa đổi, Chính phủ cho biết theo tính toán của Bộ Công an, cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi giúp xã hội và ngân sách nhà nước tiết kiệm chi phí như không tốn tiền, mua sổ tiêm chủng 10.000 đồng một sổ, sổ khám chữa bệnh 10.000 đồng một sổ mỗi bệnh viện, thẻ bảo hiểm y tế 5.000 đồng một thẻ mỗi năm, thẻ học sinh 5.000 đồng một thẻ mỗi năm, tổng chi phí cho các loại giấy tờ trên khoảng 2.000 tỷ đồng. Người dân cũng tiết kiệm chi phí sao y, chứng thực, công chứng giấy tờ. Trong khi đó, chi phí sản xuất một thẻ căn cước là 48.000 đồng, tổng chi phí nếu cấp thẻ căn cước cho tất cả 19 triệu trẻ em dưới 14 tuổi khoảng 900 tỷ đồng. Chi phí cấp đổi lại nếu bị mất căn cước do công dân thanh toán, không tốn ngân sách. Ngày 27 tháng 4, lãnh đạo Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xác nhận ba cán bộ công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an phường Thọ Quang thực hiện kế hoạch kiểm tra, nắm lại thông tin các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Khi đến kiểm tra nhà đối tượng Phan Văn Tài, 27 tuổi, ba cán bộ công an phường vào nhà, mời Tài dậy để hỏi thông tin thì bất ngờ người này dùng dao để trên bàn quơ để chống đối. Quá trình tiếp cận khống chế đối tượng thì ba cán bộ công an bị Tài dùng dao chống trả gây thương tích ở tay, nhập viện cấp cứu. Theo lãnh đạo Công an phường Thọ Quang, Tài là đối tượng trong diện theo dõi vì có hành vi buôn bán sử dụng ma túy. Công an phường nhiều lần gửi giấy mời nhưng đối tượng không đến. Được biết, sức khỏe của ba cán bộ công an đã ổn định. Như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Đặng Thị Hàn Ni đang bị tạm giam cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội. Trao đổi về vấn đề này, luật sư Đỗ Thanh Trung, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại Điều 9 Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam. Theo đó, người bị tạm giam có quyền như được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được thực hiện quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu, trưng cầu dân ý theo quy định, được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự, được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy có thể thấy, người đang bị tạm giam có quyền khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm pháp luật ở đây có thể là hành vi của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng của cá nhân, tổ chức khác xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Huy,
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch giáo dục và thị thực Việt Nam 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 5 năm 2021, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 nên việc đặt mua vé máy bay quốc tế về Việt Nam gặp khó khăn. Thời gian này, Huy đang cần tiền để trả nợ cá nhân nên đã lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc đặt mua vé máy bay. Sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc để tạo niềm tin, Huy đặt một số vé máy bay và hoàn trả một phần tiền để người bị hại không nghi ngờ. Tiếp tục chuyển tiền cho Huy, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021, Huy đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Những thông tin nổi bật sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần tiếp theo của chương trình. Hôm qua 27 tháng 4 trên quốc lộ 20 đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ô tô 7 chỗ do ông VTU, tên viết tắt, 56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển đã xảy ra va chạm với ô tô tải và xe máy đi cùng, di chuyển hướng ngược lại. Thời điểm đó, trên xe của ông U chở theo vợ, con dâu và cháu gái. Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt bên trong. Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đưa tất cả 6 nạn nhân đi cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, ông U đã tử vong tại bệnh viện. Hôm qua ngày 27 tháng 4, tin từ Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã triệu tập và đang lập hồ sơ xử lý những người liên quan trong vụ một nữ thủ quỹ bị đánh tại phòng làm việc phải nhập viện. Người hành hung chị Trần Thị Kim Liên, 43 tuổi, thủ quỹ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Đồng Hới, được xác định là Nguyễn Thị Kim Chi, 33 tuổi, ngụ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Nguyên nhân sự việc là do xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông từ trước. Tại cơ quan công an, Chi đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, ngày 24 tháng 4, chị Liên đang làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Đồng Hới thì bất ngờ bị một đôi nam nữ lạ mặt đến hành hung tại phòng rồi bỏ đi. Chị Liên bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu và hoảng loạn tinh thần. Vừa qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Nguyễn Thanh Thảo, 35 tuổi, quận Tân Bình và Võ Thị Mỹ Dung, 51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, là hai người phụ nữ trộm cắp tài sản ở cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào sáng 12 tháng 4, Dung và Thảo đến cửa hàng Fresh Food trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Sau đó, Dung ở bên ngoài cảnh giới, còn Thảo vào trong và giả vờ mua hàng, rồi thừa cơ hội lấy trộm hai điện thoại di động hiệu iPhone XS Max và hiệu Samsung A73 trên quầy tính tiền của nhân viên. Tiếp đó, cả hai đem điện thoại bán cho một người đàn ông ở quận 4 với giá 3,5 triệu đồng, rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét. Đến trưa 21 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức phát hiện Dung và Thảo nên đưa về trụ sở làm việc. Cả hai khai nhận do thiếu tiền nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Ngày 27 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, lúc 7 giờ 05 phút cùng ngày, tại khu vực Bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Thạo Dông Cụ Vàng, sinh năm 1982, và Nàng May Giang Hơ, tên thường gọi là Nàng Sung Di, sinh năm 1991, đều thường trú tại Lào. Đây là hai đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn qua biên giới từ Lào về Việt Nam. Tăng vật lực lượng biên phòng Thanh Hóa thu giữ gồm 15.000 viên ma túy tổng hợp và một dao nhọn. Hôm qua 27 tháng 4, Công an thành phố Bà Rịa đã bắt Mai Văn Tài, 56 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, sáng 24 tháng 4, ông Tài đến thành phố Bà Rịa thăm người nhà nằm bệnh viện. Trên đường trở về, ông ta thấy bà cụ 79 tuổi ngồi xe lăn bán vé số trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm nên hỏi mua. Tài trộm cọc vé số bỏ vào túi quần xong bị cụ bà phát hiện giằng lấy. Thấy tập vé số bị rơi, Tài nhặt 37 tờ rồi bỏ chạy. Chiều hôm đó, nghi phạm đem vé số chiếm đoạt được ra dò, nhưng không trúng nên vứt dọc đường. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 4, sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Thượng viện Nga ngày 27 tháng 4 đã thông qua sửa đổi luật liên quan đến tội danh phản quốc. Theo đó, công dân Nga bị kết tội phản quốc có thể phải ngồi tù suốt đời thay vì chỉ 12 đến 20 năm và bị phạt hình sự tới 500.000 rúp, tương đương 6.100 USD như hiện nay. Hạ viện Nga đã thông qua sửa đổi luật từ tuần trước. Sau khi được thông qua ở Hai viện, dự luật sửa đổi sẽ được trình Tổng thống Vladimir Putin để phê duyệt. Dự luật cũng nâng khung hình phạt tối đa đối với tội danh khủng bố, phá hoại không gây thiệt hại về người từ 15 năm lên 20 năm. Mức phạt tối thiểu đối với tội danh tuyển mộ khủng bố tăng từ 5 lên 7 năm, với tội danh hỗ trợ khủng bố từ 10 năm lên 12 năm.
Vừa qua, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã giải cứu cá tự nhiên khỏi một dòng sông bị khô cạn do hạn hán kéo dài. Tại thành phố Girona, ở đông bắc Tây Ban Nha, cơ quan chức năng đã sử dụng biện pháp chích điện ở mức yếu, làm choáng cá sống ở Onia, trước khi cho vào túi ni lông và chuyển ra sông Tê cách đó khoảng 10 km, nơi mực nước sông cao hơn nhiều. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ cứu các loài cá đặc hữu tại sông Onia bị khô cạn. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nhiệt độ cao bất thường mà cơ quan khí tượng nước này cho rằng đây là hậu quả của biến đổi khí hậu. Đã 36 tháng liên tiếp, lượng mưa ở Tây Ban Nha thấp hơn mức trung bình. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi hôm 27 tháng 4 cho biết, lực lượng Hải quân Trung Quốc đã được triển khai từ ngày 26 tháng 4 để bảo vệ mạng sống và tài sản của công dân Trung Quốc tại nước này. Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc không tiết lộ chủng loại và số lượng khí tài Hải quân được huy động cho nhiệm vụ này. Bắc Kinh hồi đầu tuần thông báo sơ tán an toàn nhóm công dân đầu tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng khoảng 800 người được hỗ trợ rời Sudan bằng đường biển trong ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, cùng khoảng hơn 300 người di chuyển sang các quốc gia láng giềng bằng đường bộ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Sudan với hơn 130 công ty đầu tư vào quốc gia châu Phi tính đến giữa năm 2022. Ước tính khoảng 1.500 công dân Trung Quốc có mặt ở Sudan trước khi xung đột bùng phát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!